Thì bây giờ Minh Đạo sẽ chia sẻ với quý vị rằng cái góc độ nhìn á, để đúng với đạo giáo á, là phải ôm cái bình bát. Nếu mà đắp cái y bá nạp phải ôm cái bình bát thì được gọi là ông sư. Còn nếu cái đầu cạo cọc đắp y bá nạp không có bình bát thì mình kêu bằng anh, bằng chú, bằng cậu được rồi. Quý vị không nên tán thán ổng bằng một cách lễ lại như vậy, nó không đúng với cái nghi lễ của một cái người thường tình đi tìm đường giải thoát. Còn nếu một ông thầy đi tìm đường giải thoát thì mình cứ việc quyền lại nha. Đạo Phật không chấp hình tướng, nhưng mà thưa quý vị nha, nếu là ông thầy tu là phải có cái y và cái cà sa và cái đầu trọc. Còn nếu không phải nhà sư thì không nên cạo trọc và không nên mặc áo cà sa. Tại vì cái y chưa phải là ông thầy tu, mà ông thầy tu chưa phải là cái y, nghe không? Mà muốn được thành ông thầy tu phải có cái y và hành trang lên đường gọi là pháp khí. Nó rõ ràng đàng hoàng, có nghĩa là tôn giáo. Bởi nãy Minh Đạo mới nói rằng cà phê là cà phê, mà sữa là sữa, mà cà phê đã pha sữa rồi mà pha làm thêm trà chanh trong đó nữa là không có biết cái gì mà kêu. Vì lẽ đó hiện bây giờ cộng đồng mạng rất thương mến thầy Minh Tuệ này, thì Minh Đạo cũng rất kính thầy Minh Tuệ. Kính là kính cái gì? Là thầy Minh Đệ đang, thầy Minh Tuệ đang tìm con đường đi đến con đường giải thoát. Nhưng mà thầy Minh Tuệ sai về cái hình thức. Cái miệng thì nói một đường nhưng mà cái hình thức thì là một ngã. Túm lại là sao? Túm lại là sao thầy mới chịu? Hả? Túm lại là người ta lại thầy thì thầy mới chịu, còn người ta lại ông Thích Minh Tuệ thì thầy không vui đúng không? Sao mà tu mà còn đi sân si với nhau làm gì với sư phụ? Sư phụ có thấy ông Thích Minh Tuệ ông nói động chạm bất cứ tới một người nào không? Tới một cái đạo giáo hay là đến một cái bất cứ một thầy tu nào không? Không bao giờ ông nói gì hết. Có phải là người ta lại thầy Minh Tuệ thầy không vui đúng không? Mà thầy tu sao mà thầy nói từ cử chỉ nè, từ lời nói nè, cử chỉ nè, với cái khuôn mặt nè là sân si rất là nhiều, rất là nặng. Sao vậy? Nói cho thầy biết nè, người ta lại ông thầy Thích Minh Tuệ không phải là ta lại vì cái áo, không phải vì ta lại vì cái bình bát, không phải người ta lại vì cái đầu trọc, mà là người ta lại ông thầy Minh Tuệ là người ta lại về cái đức hạnh của ông, cái đức độ của ông, cái đường lối của ông, là con người của ông, chứ không phải là người ta lại cái áo hay là cái đầu trọc hay là cái bình bát. Thầy có hiểu không? Mà thầy nói câu trước nó đá câu sau, thầy nói là người này không phải xuất gia thì chúng ta không được kêu bằng thầy, đây là phải kêu bằng anh bằng chị. Nhưng mà cuối cùng thầy kêu bằng thầy Thích Minh Tuệ cũng vẫn là bằng thầy đúng không? Thầy nói sao ta, sao thầy không làm cho nó đúng thì thầy kêu Thích Minh Tuệ bằng anh đi hả? Cho nên á, tu ở đây á, nó nhiều cái pháp môn tu lắm. Người ta tu người ta đâu có cần phải là ai công nhận người ta là thầy tu hay thợ tu. Tôi thích kêu ai bằng thầy tôi kêu được không? Ổng đâu có bắt ai kêu ổng bằng thầy đâu. Mà ổng có khi nào ổng xưng với người ta bằng thầy không? Hả? Ông có khi nào ổng nghe ông Thích Minh Tuệ xưng với tất cả chúng sanh, tất cả những người gặp ông đó là bằng thầy không? Chưa bao giờ ổng xưng là bằng thầy hết. Ổng xưng với tất cả mọi người là bằng con. Thầy có nghe không? Thì người ta tiện tại người ta kêu ổng bằng thầy thì quyền của người ta thôi, chứ người ta thích sao ta kêu vậy, chúng sanh muốn thích kêu gì kêu, chứ không thầy ông Minh Tuệ ông đâu có kêu bằng thầy. Chưa bao giờ ông bắt mọi người kêu ổng bằng thầy hết, mà là do người ta tự nguyện người ta kêu. Tại sao tu bây giờ tu làm sao mà không biết người ta ra, người ta nhìn như những người như ông kia đắp cái đầu trọc rồi đổi mặc cái áo vô bây giờ thấy tớ. Mà còn bây giờ ông Minh Tuệ ổng làm cái gì, cho dù ổng làm bất cứ cái gì, người ta vẫn kính nể ổng. Người ta lại đây là ta lại cái đức độ, cái đạo hạnh của ông ta, của ông Thích Minh Tuệ. Không phải là người ta lại cái áo hay là cái đầu trọc của ông thầy thích, của ông Thích Minh Tuệ. Thầy hiểu không? Cái đường lối của ông. Người ổng đi tu, ổng không nói gì hết. Ổng trên đường ổng đi hành pháp. Đúng không? Ổng tìm đường giải thoát. Tuy rằng ông không nói nhưng mà từ những cái hình ảnh đó nó truyền ra tất cả cho chúng ta một cái năng lượng rất là tích cực, giúp cho chúng ta hiểu biết thế nào là buông bỏ. Thầy có hiểu không? Sư phụ có hiểu không? Thế nào là buông bỏ? Thế nào là sống một cuộc sống an lạc? Thế nào là tứ đại giai không? Thầy có hiểu không? Nhưng mà thầy tu mà lên nhân chi người ta chi? Không, nói thiệt.
mình không làm được như người ta thì thôi kệ người ta làm, người ta làm, mình tu thì mình lo tốt cái trong chùa mình đi ha, mình lo tốt cái đạo Phật của mình đi ha. Chứ còn ở ngoài đời người ta muốn làm gì làm, ông thích minh tuệ ông làm gì cũng làm kệ ông, đâu có liên quan gì đâu. Bởi vì tại sao mà ông nói là ông không, nói là ông không phải là người xuất gia không? Tại vì ông nói rồi, có clip ông nói rồi, ông nói là ông không muốn làm ảnh hưởng đến chùa chiền, không làm ảnh hưởng đến hội Phật giáo Trung ương và làm ảnh hưởng bất cứ một người nào hết. Cho nên ông là một cái người dân bình thường đang trên đường tu tập và đang trên đường tìm con đường giải thoát. Chứ ông chưa bao giờ mà ông nhận ông là thầy người mình, ông chưa tu ở chùa này rồi ông là thầy, hay là ông chưa bao giờ ông nói. Ông nói chuyện với tất cả mọi người là ông xưng bằng con, thầy có nghe không? Chứ ông đâu bao giờ mà ông kêu bằng ông nhận ông là thầy đâu. Cái tiếng thầy người ta là tự người ta kính trọng, người ta kêu ông là thầy, chứ ông chưa bao giờ. Chứ thầy lên thầy chưa có hiểu cái con khỉ gió vậy chứ, thầy lên thầy nói như đúng rồi vậy. Là không được còn thầy nữa kia. Ủa? Tôi thích gọi ai bằng thầy là quyền của tôi chứ. Khi nào mà ông thích minh tuệ ông bắt tôi gọi ông bằng thầy á, thì cái đó là thầy sư phụ lên sư phụ nói nha. Còn ông thích minh tuệ chưa bao giờ bắt ai kêu ông bằng thầy hết. Mà ông nói chuyện với tất cả mọi người là ông xưng bằng con không à. Con xin con xin cô chúc cho ai ai đó là được bình an vui vẻ hạnh phúc, chứ chưa bao giờ mà ông nói là thầy chúc cho các con hay là cho mọi người hay là Phật tử như thế nào. Ông chưa bao giờ ông nhận ông là thầy hết. Mà sao hôm nay mà thầy lên thầy nói những cái lời nghe kỳ nha. Tu mà sân sư kiểu này đây rồi sao mà tu? Hả? Có làm ảnh hưởng gì tới thầy không? Chắc có ha. Bởi vì cái pháp môn của ông Thích Minh Tuệ bây giờ đang được cộng đồng người ta hưởng ứng. Rồi từ từ người ta sẽ chùa chiền người ta bỏ hết. Mà chùa chiền người ta không đi nữa thì chỗ có nước mà. Khó à nghe. Khó nghĩ dữ ha. Không biết nó còn tồn tại được bao lâu nữa. Cho nên là gần đây là một số người lên tấn công thầy Thích Minh Tuệ nhiều dữ dằn lắm. Tôi biết nếu mà cái ông Thích Minh Tuệ mà ông thành công là tôi dám bảo đảm những cái pháp môn mà kêu gọi cúng dường cúng vàng là sẽ đi vào dĩ vãng. Cho nên là bây giờ ông mấy ông này nè, Thích Cờ Quan này kia nè, rồi một số chùa chiền khác đó, rồi kể cả hội Phật giáo Trung ương nữa, là lên nói cái này lên nói cái kia. Phật giáo Trung ương thì nói ông này là không công nhận ông này là cái gì là người tu hành, người xuất gia gì đó. Trời ơi, sao mấy ông nội ơi, tôi mệt mấy ông nội quá. Người ta tu cho bản thân người ta chứ người ta đâu có tu cho hội Phật giáo Trung ương đâu, mà lên mà nói ông này không xuất gia, ông kia không xuất gia. Vì chứ những người mà có giấy có bằng cấp đó, có tiến sĩ ra lên giảng pháp làm sao giảng cả nào, giảng dữ chưa? Giảng mà bị người ta chửi quá trời ơi đất đó, là được cấp giấy đó, được cấp dữ chưa? Trời ơi. Còn mấy ông nội ơi, tôi lại mấy ông nội đúng buông tha cho ông Thích Minh Tuệ, ông đi tìm đường giải thoát cho ông đi. Nhưng mà trên con đường tìm đường giải thoát của ông đó là ông tuyên truyền ra một cái năng lượng rất là tích cực cho bà con người ta biết thế nào là tứ đại giai không, sống thế nào là buông bỏ nha. Cái này là rất nguy hiểm cho những cái chùa chiền đó. Cho nên là mấy cái bọn này bây giờ, mấy bọn sàm tăng bây giờ lên chống phá Thích Minh Tuệ dữ dằn lắm á. Nhưng mà chống thì chống đâu, tôi nó bảo đảm thầy Thích Minh Tuệ sẽ thành công và chùa chiền tới đây người ta sẽ không đến nữa. Ai dám cãi với tôi không? Tăng mà ổng nó không phải là tăng thì như vậy quý vị nghĩ thử coi hai cái lời nói nó có mâu thuẫn không. Ở đây là Minh Đạo chia sẻ chứ Minh Đạo không có tranh chấp nha. Nói thẳng với toàn thể quý vị trên cộng đồng mạng luôn nha. Quý vị quan hệ dừng cái chỗ này. Tại vì anh Bánh Mì anh nói á, là thầy nhìn sao về cái góc độ đó. Thì bây giờ Minh Đạo sẽ chia sẻ với quý vị rằng cái góc độ nhìn á, để đúng với đạo giáo á, là phải ôm cái bình bát. Nếu mà đắp y bá nạp phải ôm cái bình bát thì được gọi là ông sư. Còn nếu cái đầu cạo trọc đắp y bá nạp không có ôm bình bát thì mình kêu bằng anh, bằng chú, bằng cậu được rồi. Quý vị không nên tán thán ổng bằng một cách để lại như vậy, nó không đúng với cái nghi lễ của một cái người thường tình đi tìm đường giải thoát. Còn nếu một ông thầy đi tìm đường giải thoát thì mình cứ việc quyền lại nha. Đạo Phật không chấp hình tướng, nhưng mà thưa quý vị nha, nếu là ông thầy tu là phải có cái y và cái cà sa và cái đầu trọc. Còn nếu không phải nhà sư thì không nên cạo trọc và không nên mặc áo cà sa. Tại vì cái y chưa phải là ông thầy tu, mà ông thầy tu chưa phải là cái y. Nghe không? Mà muốn được thành ông thầy tu phải có cái y và hành trang lên đường gọi là pháp khí. Nó rõ ràng đàng hoàng, có nghĩa là tôn giáo bởi nãy Minh Đạo mới nói rằng cà phê là cà phê mà sữa là sữa,
mà cà phê đã pha sữa rồi mà tha làm thêm trà chanh trong đó nữa là không có biết cái gì mà kêu. Vì lẽ đó hiện bây giờ cộng đồng mạng rất thương mến thầy Minh Tuệ này, thì Minh Đạo cũng rất kính thầy Minh Tuệ. Kính là kính cái gì? Là thầy Minh Đệ đã, thầy Minh Tuệ đang tìm con đường đi đến con đường giải thoát. Nhưng mà thầy Minh Tuệ sai về cái hình thức. Cái miệng thì nói một đường nhưng mà cái hình thức thì là một ngã. Túm lại là sao? Túm lại là sao thầy mới chịu? Hả? Túm lại là người ta lại thầy thì thầy mới chịu, còn người ta lại ông Thích Minh Tuệ thì thầy không vui đúng không? Sao mà tu mà còn đi sân si với nhau làm gì với sư phụ? Sư phụ có thấy ông Thích Minh Tuệ ông nói động chạm bất cứ tới một người nào không? Tới một cái đạo giáo hay là đến một cái bất cứ một thầy tu nào không? Không bao giờ ông nói gì hết. Có phải là người ta lại ông Thích Minh Tuệ thầy không vui đúng không? Mà thầy tu sao mà thầy nói từ cử chỉ nè, từ lời nói nè, cử chỉ nè, với cái khuôn mặt nè là sân si rất là nhiều, rất là nặng. Sao vậy? Nói cho thầy biết nè, người ta lại ông thầy Thích Minh Tuệ không phải là ta lại gì cái áo, không phải gì ta lại gì cái bình bát, không phải ta lại gì cái đầu trọc, mà là người ta lại ông thầy Minh Tuệ là người ta lại về cái đức hạnh của ông, cái đức độ của ông, cái đường lối của ông, là con người của ông, chứ không phải là người ta lại cái áo hay là cái đầu trọc hay là cái bình bát. Thầy có hiểu không? Mà thầy nói câu trước nó đá câu sau, thầy nói là người này không phải xuất gia thì chúng ta không được kêu bằng thầy, đây là phải kêu bằng anh bằng chị, nhưng mà cuối cùng thầy kêu bằng thầy Thích Minh Tuệ cũng vẫn là bằng thầy đúng không? Thầy nói sao ta, sao thầy không làm cho nó đúng thì thầy kêu Thích Minh Tuệ bằng anh đi hả? À? Cho nên á, tu ở đây á, nó nhiều cái pháp môn tu lắm. Người ta tu, người ta đâu có cần phải là ai công nhận người ta là thầy tu hay thợ tu. Tôi thích kêu ai bằng thầy tôi kêu được không? Ổng đâu có bắt ai kêu ổng bằng thầy đâu. Mà ổng có khi nào ổng xưng với người ta bằng thầy không? Hả? Ông có khi nào ổng nghe ông Thích Minh Tuệ xưng với tất cả chúng sanh, tất cả những người gặp ông đó là bằng thầy không? Chưa bao giờ ổng xưng là bằng thầy hết. Ổng xưng với tất cả mọi người là bằng con. Thầy có nghe không? Thì người ta tiện tại người ta kêu ông bằng thầy thì quyền của người ta thôi, chứ người ta thích sao ta kêu vậy, chúng sanh muốn thích kêu gì kêu, chứ không thể ông Minh Tuệ ông đâu có kêu bằng thầy. Chưa bao giờ ông bắt mọi người kêu ông bằng thầy hết, mà là do người ta tự nguyện người ta kêu. Tại sao tu bây giờ tu làm sao mà không biết người ta ra, người ta nhìn như những người như ông, người ta cái đầu trọc rồi đổi mặc cái áo vô bây giờ thấy tớ. Mà còn bây giờ ông Minh Tuệ ông làm cái gì, cho dù ông làm bất cứ cái gì, người ta vẫn kính nể ông. Người ta lại đây là ta lại cái đức độ, cái đạo hạnh của ông ta, của ông Thích Minh Tuệ, không phải là người ta lại cái áo hay là cái đầu trọc của thầy thích của ông Thích Minh Tuệ. Thầy hiểu không? Cái đường lối của ông, người ông đi tu ông không nói gì hết, ông trên đường ông đi hành pháp đúng không, ông tìm đường giải thoát. Tuy rằng ông không nói, nhưng mà từ những cái hình ảnh đó, nó truyền ra tất cả cho chúng ta một cái năng lượng rất là tích cực, giúp cho chúng ta hiểu biết thế nào là buông bỏ. Thầy có hiểu không? Sư phụ có hiểu không? Thế nào là buông bỏ? Thế nào là sống một cuộc sống an lạc? Thế nào là tứ đại giai không? Thầy có hiểu không? Nhưng mà thầy tu mà lên nhân chi người ta chí. Không, nói thiệt. Mình không làm được như người ta thì thôi, kể người ta làm, người ta làm. Mình tu thì mình lo tốt cái trong chùa mình đi ha, mình lo tốt cái đạo Phật của mình đi ha. Chứ còn ở ngoài đời người ta muốn làm thì làm. Ông Thích Minh Tuệ ông làm gì làm, kể ông đâu có liên quan gì đâu. Bởi vì tại sao mà ông nói là ông không, nói là ông không phải là người xuất gia không? Tại vì ông nói rồi, có clip ông nói rồi, ông nói là ông không muốn làm ảnh hưởng đến chùa chiền, không làm ảnh hưởng đến Hội Phật Giáo Trung ương và làm ảnh hưởng bất cứ một người nào hết. Cho nên ổng là một cái người dân bình thường đang trên đường tu tập và đang trên đường tìm con đường giải thoát, chứ ổng chưa bao giờ mà ổng nhận ổng là thầy người mình, ổng chưa tu ở chùa này rồi ổng là thầy, hay là ổng chưa bao giờ ổng nói. Ổng nói chuyện với tất cả mọi người là ổng xưng bằng con, thầy có nghe không? Chứ ông đâu bao giờ mà ông kêu bằng ông nhận ông là thầy đâu. Cái tiếng thầy người ta là tự người ta kính trọng, người ta kêu ông là thầy, chứ ông chưa bao giờ. Cái thầy lên à, thầy chưa có hiểu cái con khỉ gió vậy chứ, thầy lên thầy nói như đúng rồi vậy. Là không được con thầy nè kia. Ủa?
Tôi thích gọi ai bằng thầy là quyền của tôi chứ. Khi nào mà ông thích Minh Tuệ, ông bắt tôi gọi ông bằng thầy á, thì cái đó là thầy sư phụ lên sư phụ nói nha. Còn ông thích Minh Tuệ chưa bao giờ bắt ai kêu ông bằng thầy hết, mà ông nói chuyện với tất cả mọi người là ông xưng bằng con không à. Con xin con kinh cô chúc cho ai ai đó là được bình an vui vẻ hạnh phúc, chứ chưa bao giờ mà ông nói là thầy chúc cho các con hay là cho mọi người hay là Phật tử như thế nào. Ông chưa bao giờ ông nói ông nhận ông là thầy hết. Mà sao hôm nay là thầy lên thầy nói những cái lời nghe kỳ nha. Tu mà sân sư kiểu này đây rồi sao mà tu hả? Có làm ảnh hưởng gì tới thầy không? Chắc có ha. Bởi vì cái pháp môn của ông Thích Minh Tuệ bây giờ đang được cộng đồng người ta hưởng ứng, rồi từ từ người ta sẽ chùa chiền người ta bỏ hết. Mà chùa chiền người ta không đi nữa thì chỗ có nước mà. Khó à nghe. Khó nghĩ dữ ha. Không biết nó còn tồn tại được bao lâu nữa. Cho nên là gần đây là một số người lên tấn công thầy Thích Minh Tuệ nhiều dữ dằn lắm. Tôi biết nếu mà cái ông Thích Minh Tuệ mà ông thành công là tôi dám bảo đảm những cái pháp môn mà kêu gọi cúng dường cúng vàng là sẽ đi vào dĩ vãng. Cho nên là bây giờ mấy ông này nè, Thích Cờ Quan này kia nè, rồi một số chùa chiền khác đó, rồi kể cả hộ Phật giáo Trung ương nữa, là lên nói cái này lên nói cái kia. Phật giáo Trung ương thì nói ông này là không công nhận ông này là người tu hành xuất gia gì đó. Trời ơi, sao mấy ông nội ơi, tôi mệt mấy ông nội quá. Người ta tu cho bản thân người ta chứ người ta đâu có tu cho hộ Phật giáo Trung ương đâu, mà lên mà nói ông này không xuất gia, ông kia không xuất gia. Vì chứ những người mà có giấy đó, có bằng cấp đó, có tiến sĩ đó lên giảng pháp làm sao giảng cả nào, giảng dữ chưa? Giảng mà bị người ta chửi quá trời ơi đất đó là được cấp giấy đó, rồi cấp dữ chưa? Trời ơi. Còn mấy ông nội ơi, tôi lại mấy ông nội đủ buông tha cho ông Thích Minh Tuệ, ông đi tìm đường giải thoát cho ông đi. Nhưng mà trên con đường tìm đường giải thoát của ông đó là ông tuyên truyền ra một cái năng lượng rất là tích cực cho bà con người ta biết thế nào là tứ đại gia không, sống thế nào là buông bỏ nha. Cái này là rất nguy hiểm cho những cái chùa chiền đó. Cho nên là mấy cái bọn này bây giờ, mấy bọn sầm tăng bây giờ lên chống phá Thích Minh Tuệ dữ dằn lắm á. Nhưng mà chống thì chống đâu, tôi nó bảo đảm thầy Thích Minh Tuệ sẽ thành công và chùa chiền tới đây người ta sẽ không đến nữa. Ai dám cãi với tôi không? Hi, xin chào mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho các chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đầu, mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào ngũ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất, đó, nhào nguyên chất được ủ với đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này. Đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm. Thì nước cốt nhào ngũ đường này cô chú chị đã sử dụng, nó có đỏ con đường nó này đúng không? Đó, cô chú chị chưa sử dụng này nãy. Mua một lần được sẵn nhẹ chứ đi 300.000 bao tiếp tục quá và chai một lít đi cô chú chị. Chai thế này. Nước cốt nhào ủ đường, đó có nghĩa là khi trái nhào chín, người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đó là nhào rin nguyên chất 100% rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhức thì cô chú chị khỏi bàn rồi. Cô chú chị muốn tìm cô chú chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào rồi quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau thành cái tọ, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300.000 bao xuyên toàn quốc như cô chú chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp bông gân nó tê bì chân tay, đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gọi nắp ra và quý vị xịt, quý vị gọi nó sao mà quý vị xịt bớt sẹt sẹt lên cái chỗ dùng đau và so bóp bóp làm bao một chút chị nha mọi người. Xịt một ngày 3-4 lần đó. Đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây. Mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú chị nào muốn uống cái chai này thì uống, chai này không được uống nha mọi người, chai này chỉ sạch thôi. Đó, mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó. Đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300.000 một chai, còn cao so bóp là 135.000. Đó, đây là nhà làm nghe cô chú chị. Cô chú chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú chị cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại nào để được rác của em rồi. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú chị.
Mọi người yêu mới sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ nha. Ok mọi người.